Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc dây gai bonsai lá nhỏ bán thành phẩm nha. Cây này có mã số là 573, hoành gốc là 90, cây cao 50. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 42 nha. Cây này nhà vườn giao lưu là 4 triệu bao ship không chậu nha mà. Cây này cốt đẹp luôn. Tay cành. Cái này cũng muốn thành phẩm luôn rồi. Trắc dây gai bonsai nha. Cái này cốt khủng luôn. 4 triệu bao ship nha. Không chậu. Cây mới định hình lại nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc dây bonsai, trắc dây gai lá nhỏ nha. Cây này có mã số là 575. Hoành gốc đo được là 90, cây cao là 53, chậu nuôi lọt lòng là 54 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 4 triệu bao ship nha nhà mình. 4 triệu bao ship không chậu nha. Chung cốt luôn. Mình xem tham khảo luôn nha. Này. Cây cũng gần thành phẩm rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc dây gai lá nhỏ siêu lũ luôn nha. Lũ này là lũ rinh của cây nhưng có tác động máy, không ghép nha. Cây này cũng bán thành phẩm rồi. Rồi cây này có mã số là 576, hoành gốc đo được là 71, cây cao là 58, chậu nuôi lọt lòng là 46 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 3 triệu bao ship nha mà. 3 triệu bao ship. Cái này về mình đánh màu lũ ra nữa là rất là đẹp nha. Đánh bóng lũ ra rất là đẹp. Lũ của nó, lũ trắc là nó màu nâu đỏ nha. Còn không thì mình lên màu màu nâu nâu đỏ bên nhà vườn có giao lưu nha. 70k một chai chưa phí ship. Chai 300ml. Còn nếu mà mình giao lưu theo cây thì mình gửi là chỉ 50k thôi. Mình tính 50k thôi. Rồi cây trắc này 576 nha, 3 triệu bao ship. Lũ đẹp luôn nha, rất là đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc dây gai bonsai lá nhỏ nha. Cây này dáng đẹp luôn đó nha. Cây này có mã số là 577, hoành gốc ở đây mình đo được là 50, cây cao lên đến đây luôn nha là 58. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 35. Cây này nhà vườn giao lưu là 1 triệu rưỡi bao ship nha. 1 triệu rưỡi bao ship. Không chậu nha mà. Cây dáng rất là lực luôn. Một triệu rưỡi bao ship. Đây mình xem này, lõi này. Đó, thằng nào cũng có lõi hết rồi nha. Này, thằng nào cũng có lõi hết.
1,5 triệu bao ship không chậu nha, mà mình xem tham khảo luôn. Đây rất là duyên nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc dây gai bonsai lá nhỏ nha. Cây này có mã số là 578, hoành gốc ở đây mình đo ở đây nè, phủ qua cái này luôn là 78 nha. Cây cao là 63, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 45. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 2,5 triệu bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đây, gốc này. Lũ này có tác động máy nha nhà mình. Hai triệu rưỡi bao ship. Đế đẹp nha. Mấy cây này thì già lâu năm rồi, nên tay cành nó cũng rất là già, rễ thì rất là khỏe luôn. Lũ này. Năm bảy tám, 2,5 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc dây gai lá nhỏ. Cây này có mã số là 579 nha. Hoành gốc mình đo được là 69, ngay chỗ cái eo đây nha. Cây cao là 75, 75 đến đây. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 54. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 3,000 bao ship nha. Lũ này là lũ thép rin, chưa có tác động máy móc nha. Đây, lũ thép rin chưa tác động máy móc. 3,000 bao ship nha, mà mình xem tham khảo luôn. Cái này thì mới đi dây nước một nha. Cây rất là khỏe luôn. Lũ đẹp nha. Có miếng lũ này đẹp nè. Năm, bảy, chín, 3,000 bao ship không chậu nha mà. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm trắc dây gai lá nhỏ nha. Cây này chung cốt luôn. Rồi cây này có mã số là 580, hoành gốc đo được là 100, cây cao đến cái đầu thân chính ở đây là 55. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 57 nha. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 4,5 triệu bao ship nha mà. 4,5 triệu bao ship, chung cố luôn. Lõi nè, mình coi nè. Đó, mấy cái đen đen này là lõi nè. Chung cố luôn, cốt khủng luôn đó nha. Trắc dây gai nha. Bốn triệu rưỡi bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.